Dạ từ chồng cô chú bác anh em càng xa, mình đã tượng được 16 phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm từ lên giao lưu với chú bác anh em càng xa. Quê quán có tượng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại là 0949 866 039, số đó từ xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ rồi, không mất thời gian vô cái số 1. Cũng mới bứng về 2 tuần rồi cô chú ơi. Nhiều cây nó cũng ra mầm lai ra cho rồi. Lên phục vụ cho cô chú về chơi. Được 16 mã số, được 16 phôi người Quế. Cái này cái mã số 1, lụng lực nha cô chú. Dạ chiều cao, được 55. Tháng ngang nhẹ, được 35. Cái đường kính bầu được 47. Cái này cái mã số 1 nha cô chú. Cây trong hình sau là cô chú chốt là gửi cho đúng cây đúng mã số cho cô chú chơi. Rồi cái hoành thì đó nó được là 40, hoành đó tại vị trí đó 40. 1.800.000 nha cô chú. Phôi nguyệt quế lá sắn màu chùm, tường bao sắn bao ship toàn quốc. Tường bao sắn bao ship toàn quốc. Cây số 1 là giá 1.800.000. Giờ từng đó cây. Cái tiếp theo, cây mã số 2. Cô chú chúc cây nhớ ngày nhớ mã số. Cây mã số 2. Chiều cao 57. Cái hoạch thân được 39. Cây này 1.900.000 nha cô chú. Cây này cây mã số 2. 1.900.000. Cây có duyên lắm cô chú ơi. Rồi, đợi cây. Cây tiếp theo nha cô chú là cây mã số 3. Tiếp theo là cây mã số 3. Chiều cao nó được 90. Tán ngang nhẹ cành này qua cành nọ được 39. Được kính bầu được 56. Cây mã số 3. Thằng nó có sắn cho thằng nghe cô chú. Dặn cây nó già lắm cô chú ơi. Được 48 hòa thân. Cây này 3 triệu đi 2.500.000 nha cô chú, cây mã số 3, 2.500.000. Ha, 2.500.000 cây mã số 3. Đây rồi, đổi cây cô chú ơi. Cây tiếp theo là cây mã số 4. Tiếp theo là mã số 4. Cây đế nở không à cô chú ơi. Cây cũng đẹp cây. Chiều cao được 76. Đường kính bầu được 50. Cái này cây mã số 4. Đế nó tròn vo nở lắm cô chú ơi. Hoành được là 45. Cái này 2.400.000. Cây mã số 4, 2.400.000. Dạ đổi. Tiếp theo là cây mã số 5. Cây bự kêu ngắt cái. Cây sau đi. Cây này cây mã số 5 nghe cô chú. Chiều cao là được 87. Cành này qua cành nọ được 46.
cái đường kính là nó được là 57. Cây này cây mã số 5. Được 48, 47 hoàn thân. Cây này 2 triệu 3 triệu 200 ngàn. Cây mã số 5 là 3 triệu 200 ngàn nha cô chú. Cây mã số 5 3 triệu 200 ngàn. Để gọi đổi cả. Dạ rồi, tiếp theo nha cô chú là cây mã số 6. Mã tiếp theo là mã số 6. Mấy cái dấu đen đen là mặt cắt nha cô chú. Tại tha keo rồi nó đen, mà nó cũng đang kéo nhựa lại hết trơn rồi. Cây không có ảnh hưởng gì, đừng bao sống bao xếp cho cô chú đàng hoàng. Cây mã số 6. Cây là chiều cao được lại 82. Đó, cành này qua cành nọ được 45. Đường kích bầu là nó được lại 62. Cây này cây mã số 6. Được 53 hoành thân. Đó, tại đó 53 hoành. 3 triệu 400 ngàn cây mã số 6 nha cô chú. 3 triệu 400 ngàn cây mã số 6. Rồi từ đó cây cô chú ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 7 nha cô chú. Mã tiếp theo mã số 7. Chiều cao là được 80. Từ kính bầu được 59. Cây mã số 7. Cái hoành thân được 45. Hai triệu 600 ngàn cây mã số 7 của chú ơi. 2 triệu 600 ngàn cây mã số 7. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 8. Mã tiếp theo là mã số 8. Số điện thoại của đường là 0949 866 039. Cây mã số 8 nghe cô chú. Rồi, chiều cao vị trí này nó được là 80. Cành phóng ra ngoài được 46. Cây mã số 8. Này, cái này nó bị thành đá chỗ này nghe cô chú, thành đá chỗ này mà nó không có vô trong nữa, không ảnh hưởng gì cả. Hoành 53. Cây mã số 8 2 triệu 600 ngàn. Nặng lắm cô chú ơi, cái 100 kg. Cây mã số 8 là 2 triệu 600 ngàn. Dạ rồi, đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 9 nha cô chú. Mã tiếp theo là mã số 9. Cây này đẹp cô chú ơi. Cây mã số 9. Chiều cao được 78. Đâu này đi. 85, chiều cao được 85. Tăng ngang 76. 67 và tăng ngang 67. Chiều cao là 85. Cây mã số 9. Cái đường kính là được 59. Đường kính bầu 59. Cây mã số 9 nha cô chú. Được 47 hoành. Cây này cây mã số 9 là có giá là 3 triệu 200 ngàn nha cô chú. Nguyệt quế lá sắn bông chùm, bông trắng mà là thơm của chú ơi, thơm dữ lắm luôn. Cây mã số 9 3 triệu 200 ngàn, từ bao sống bao ship toàn quốc. Rồi rồi, đổi cây. Rồi rồi, tiếp theo là cây mã số 10.
Mã tiếp theo là mã số 10 nghe cô chú. Chiều cao được 89. Chiều cao 89. Tháng ngày vị trí này được được là 59. Cái mã số 10. Này chỉ cho cô chú chỗ này xem cái thạch đá nha, mặt cắt thạch đá trơn rồi. Không có ảnh hưởng gì dưới này một cái nữa. Chỉ cho cô chú biết. Đường kính bầu là được 62. Cái này cái tử cái bên luôn. Cái hoành được 57. Cái này cái mã số 10 nghe cô chú. Lực lượng lắm. Đây chỉ cho cô chú nè. Nó khoảng chừng 2 tầng nó ló cho ló la ga nhóc cho được á. Đó. Tường bao sóng bao ship tới nhà đàng hoàng cho cô chú chơi. 3.800.000 cây mã số 10 nghe cô chú. Để rồi đổi cây cô chú ơi. Dạ rồi mã số tiếp theo là mã số 11. Mã tiếp theo mã số 11 nghe cô chú. Đó, mã số tiếp theo mã số 11. Chiều cao được 88. Chiều cao 88, cây mã số 11. Đường kính bầu hình 58. Đây chỗ này nó cũng thành đá nghe cô chú. Mà cắt của người ta mà đều nó thành đá chứ nó không có mục bọng gì hết trơn. Rồi hoành là được 54. Cây không có chỉ cành điều của chú ơi. Mua cái hai cây về chơi con sai đồ. Có bông hoa đồ đẹp lắm. Thơm nữa. 3.300.000 cây mã số 11 nghe cô chú. 3.300.000 cây mã số 11. Dạ rồi đổi cây. Tiếp theo là cây mã số 12. Mã số tiếp theo mã số 12. Cái này chiều cao được 65. Tán ngang là lượt là 59. Đường kính bầu được 59 luôn. Cái mã số 12. Hoành thân thì được 49. Cái này 3 triệu đồng chẳng nghe cô chú. Cái mã số 12 giá 3 triệu đồng. Bao ship tới nhà cho cô chú giá 3 triệu đồng cây mã số 12. Dạ rồi đổi cây cô chú ơi. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 13. Mã số tiếp theo là mã số 13. Lùng lực đàn đa rất là có duyên nghe cô chú. Mã số 13 cô chú ơi. Chiều cao vị trí này được 62. Tán ngang vị trí này được 76. Đường kính bầu 63. Cây mã số 13. Cái hoành là được 59. Cây mã số 13 là 3.500.000 nghe cô chú. 3.500.000 cây mã số 13. Rồi từ đó cây của chú ơi. Dạ rồi tiếp theo nghe cô chú là cây mã số 14. Mã số tiếp theo là mã số 14. Chiều cao được 58. Tán ngang này được 60. Mã số 14. Để nó tròn ấm mà nghe cô chú. Cái hoành là được 53. Hoành 53.
3.200.000 cây mã số 14. Dạ rồi, từ đó cây nghe cô chú. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 15. Mã số tiếp theo, mã số 15. Chiều cao được 64. Cây mã số 15. Đường kính bào được 60. Hoành thân được 53. Cây này 3.600.000, cây mã số 15 nghe cô chú. Lùng lực. Mã số 15 giá 3.600.000. Là từ bao ship tận nhà cho cô chú. Dạ rồi, đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 16. Mã số 16 là mã cuối clip nha cô chú. Tường tổng cộng là được 16 phôi nguyệt quế. Lá sắn bông chùm, bông trắng mà lại thơm, được 16 mã số. Chiều cao được 77. Tán ngang nhẹ nhẹ là nó được 42. Cây mã số 16. Cây nâng cây lắm cô chú à, đế nó quặm quặm rồi nó tròn tròn đẹp lắm. Có múi chứ. Đường kính bào được 58. Các hoành thân hay được 55. 55. Cây mã số 16 thì vẫn là 3.600.000 nha cô chú. 3.600.000 cây mã số 16. Vậy rồi, cây mã số 16 là mã cuối clip của từ ngày hôm nay nha cô chú. Dạ Tường cảm ơn cô chú quá, anh em mấy clip vừa rồi cũng đã ủng hộ cho Tường rất là nhiều. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó từ xa Zalo luôn nha cô chú. Dạ Tường hẹn cô chú bác anh em gặp lại clip sau ạ. Dạ Tường xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.